hết ông ơi. Xe chở hết mà. Nhanh chóng chứ, để không ai bị lỡ nữa. Cái này là mình đi xã nào đấy? Xã Đông Hưng A. Xã Đông Hưng A hả? Rồi mình về ủy ban xã ha anh. Tại trụ sở thì không nghe đây. Trụ sở ở đâu lận? Gần đây không? Có ghe. Có ghe luôn hả? Em
em không qua xã được, xã em không có cậu. À. Này bà con đều thấy hết rồi. Lai chim này nè bà con. Bà con thấy hết rồi. Trời ơi, phối chúng ta đi lên cao luôn đi trời. Được hả? Rồi. Không cỡ là không. Trời, xa thử lắm. Rồi, gọi như cho Đông Hưng ba. Đông Hưng B là ai nên? Cảm ơn bà con U Minh Thượng mới đúng. Cảm ơn bà con U Minh Thượng, cô Năm Hiếu với cô Năm Hiệp, cô Năm Hiệp với bác Ba Hùng. Đó là những người cần cảm ơn đó. Còn đây tụi này là chỉ là giao duyên thôi. Người vận chuyển. Người vận chuyển. Cảm ơn đại diện ba ha. Cảm ơn tất cả bà con hỗ trợ cho xã Đông Giang, đặc biệt là hỗ trợ cho những hộ cách ly. Em xin phép về nha. Rồi, về thì cho dân về cho bà con, gửi chỉ ghé hai chiếc lấy nha, 6 bao rồi đó. Rồi rồi, về cho sớm đi, Tranh Vũ, về sớm đi. Về cho bà con ta mừng. Rồi, đây là xã Đông Hưng B, mình đã trao cho xã Đông Hưng B là một phần quà này cũng cỡ khoảng hai trăm phần rồi ha. Khoảng 200 à, chứ không ít đâu. 300 ký hơn gần đó, khoảng đó. Cho mày bà con ở vùng dịch về, gửi tặng cho bà con ở vùng dịch về. Yeah.
dinh dưỡng hoàn thành ha. Đúng rồi, cảm ơn, cảm ơn. Để có hình lên rồi coi. Thầy luôn luôn rồi. Hoa chuối nha mọi người, hoa chuối này của người dân Ô Minh Thượng nha mọi người. Này nhà anh Hai Quỳnh gửi cho các khu cách ly nè. Đây, hoa chuối rất là ngon, mới rẻ luôn.